Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình dạy lớp 6 cải cách sách mới Write On. Hôm nay chúng ta làm sách bài tập nhé. Và bài đầu tiên của chúng ta là bài Hello. Chúng ta làm bài số 4 liên quan đến phần sport thể thao. Và thể thao này, sports. Rồi, bây giờ sử dụng cái từ football là bóng đá, gymnastic là thể dục dụng cụ, muscle art là võ thuật, hoặc là basketball là bóng rổ. Các bạn phải học thuộc những cái từ này thì mới làm bài tập được nha. Football, gymnastic, muscle art, basketball. Rồi chúng ta coi nè, chúng ta điền vô cái này là cái gì. Võ thuật, cái này bóng đá đúng không? Bóng đá sẽ là football này. Football. Rồi, cái này là basketball này. Basketball. Cái này là gymnastic. Lại lên bài đó nữa. Gymnastic, robot nè. Đó, võ thuật nè, muscle. Võ thuật. Rồi ok, chúng ta xuống bài dưới là cái bài và sắp xếp lại để tạo thành từ đúng. Cái này là tennis này. Tennis. Gymnastic. Tìm cái này. Basketball này. Basketball. Con đừng làm tối nữa, ai nhìn được. Này là football. Football, ok. Rồi, chúng ta xuống bài bên này. Cái bài này là bài liên quan can nha. Can là có thể. Động từ đặc biệt đó. Can là cannot, là không thể làm được, không thể làm gì đó. Và các bạn nhìn cái table này, cái bảng này. À, các bạn để ý này, có hai bạn là Mark và Claude đây. Bạn này đây là tập võ thuật. Do martial art là tập võ thuật này. Bạn này biết, bạn này không biết. Bạn này không biết, bạn này biết. Lái ô tô, bạn này biết, bạn này không biết. Bài đạp xe nha. Đạp xe này. Đạp xe, cái này là lái xe ô tô. Lái ô tô. Cái này tập võ thuật. Tập võ thuật nha các bạn. Do gymnastic là tập thể dục dụng cụ. Tập thể dục dụng cụ. Play football là chơi bóng đá. Chơi bóng đá. Dấu tích này là biết làm, dấu x này là không biết làm. Vậy thì chúng ta sẽ hoàn thành cái bài bên dưới sử dụng can hoặc là can. Mark này, biết tập võ thuật hay là không? Nhìn thấy dấu x chưa? Vậy là không biết, vậy chúng ta sẽ viết là Mark can do martial arts. Rồi, tiếp theo này, con nhỏ này có biết lái xe hay không? Không biết, vậy chúng ta sẽ viết là gì? Như thế này, không biết này, là can drive a car. Ok. Rồi, câu tiếp theo, Mark và cái con nhỏ này có biết đạp xe không? Biết, vậy là chúng ta sẽ ghi như thế này, ghi chủ ngữ Mark and biết là can drive drive. Rồi, Mark và con nhỏ này có biết tập thể dục dụng cụ không? Biết. Đây, không biết. Dụ x là không biết. Không biết là sai. Khản. Không biết đâu. Không biết làm gì. Rồi, câu số 5. Con nhỏ này có biết chơi bóng đá hay không? Biết này. Biết. Biết, biết chữ này. Đây này à? Ở đây hả? Con nhỏ này hả? Phải. Rồi, xong. Con nhỏ này. Mấy tim này đây.